Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Juni. Thưa quý vị, thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và ngày mai, ban ngày có nắng, có nơi xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất là 33 đến 36 độ. Và chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đến ngày mùng 8 và ngày mùng 9 thì mưa giảm chỉ còn diện vài nơi, ngày nắng, có nơi xảy ra nắng nóng và nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái oi nóng trong ngày mai, về trưa chiều thì cường độ nắng gia tăng. Tại khu vực Đồng Bằng và Trung Du, mức nhiệt độ cao nhất là 35-37 đến độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên về chiều tối và đêm vẫn có khả năng cao xảy ra mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to. Trong cơn rông, bà con nên cảnh giác có lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa được dự báo sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi từ ngày mùng 8 khi vùng thấp nóng từ phía Tây mở rộng thêm về phía Đông và gia tăng cường độ. Nhiệt độ cũng sẽ nhích nhẹ lên. Lưu xuống các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa đến Phú Yên dự báo tình trạng nắng nóng sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới. Cùng với đó là nền nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức là 35 đến 37 độ. Từ ngày mùng 8 và ngày mùng 9, khi vùng thấp nóng từ phía Tây hoạt động mạnh hơn, nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Nắng có cường độ mạnh nhất trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều và đạt ngưỡng nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với mức nhiệt là 35 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía Tây như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nhiệt độ có thể đạt được ngưỡng 39 độ và có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Khu vực các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, Bình Thuận, cường độ nắng cũng có phần bớt gay gắt hơn với nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều là từ 33 đến 36 độ. Về chiều tối có thể xuất hiện mưa rông vài nơi, tuy nhiên thời gian mưa không kéo dài, nhưng trong cơn rông bà con vẫn nên đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh đi kèm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới được dự báo là sẽ có mưa rông chủ yếu xuất hiện ở nhiều nơi, thậm chí một số địa phương có mưa rông với lượng khá. Trong ngày mùng 7 thì mưa tập trung vào cuối ngày, đêm và sáng sớm, ban ngày vẫn có những khoảng nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên là 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ phổ biến ở mức là 31 đến 34 độ. Từ ngày mùng 8, gió Tây Nam ở phía Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn nên cường độ mưa sẽ gia tăng, nhất là tại các tỉnh thuộc khu vực miền Tây của Nam Bộ. Thưa quý vị, Quảng Ngãi nằm ở giải đất miền Trung, được mẹ thiên nhiên ban tặng những cảnh quan di sản đẹp hiếm có cả về địa hình, địa mạo và giá trị lịch sử lâu đời. Đến với Quảng Ngãi, bạn nhớ đến tham quan Thác Trắng Minh Long, điểm dã ngoại cuối tuần lý tưởng cho người địa phương và là địa chỉ vàng dành cho du khách muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên của Quảng Ngãi. Thác nước nằm lọt thỏm ở trong dãy núi của Trường Sơn, trùng trùng điệp điệp và được đánh giá là một trong những ngọn thác đẹp và hùng vĩ nhất ở đây với chiều cao tầm 40 m ào ạt đổ thẳng từ trên cao xuống vạt dốc đứng, buông mình xuống các gành đá nhấp nhô bên dưới, trắng xóa như được phủ lên một lớp bạc. Dưới chân thác là lòng hồ rộng đến hàng trăm mét vuông, nước trong tựa như tấm gương khổng lồ phản chiếu màu xanh bạt ngàn của rừng cây xung quanh. Những hình ảnh trên cũng xin phép được khép lại bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.